Xuất phát từ âm nhạc, nhưng Ngô Kiến Huy dường như đang gây dựng tên tuổi của mình bằng điện ảnh nhiều hơn, khi những vai diễn của anh thể hiện đều để lại cho khán giả một ấn tượng khá tốt đẹp. Có mặt gần đây nhất trong bộ phim 49 ngày, nam diễn viên đã cho biết anh đến với điện ảnh như một cái duyên, nhưng trong đó cũng không thể thiếu đó là phần nỗ lực. Xin chào Ngô Kiến Huy, dường như là Huy khá hợp với lại những thể loại vai diễn hài. Thì Huy có thể chia sẻ là cái đấy là do là vai diễn chọn Huy hay là Huy chọn vai diễn? Dạ thật ra thì trước giờ nhận lời của nhiều bộ phim thì Huy thường là đóng những cái vai gọi là giữ tuyến hài của phim, và là thường là những đạo diễn khi mà nhìn vào Huy thì khi casting thì họ thường là những cái vai nó sẽ là những vai giống như vậy, bởi vì cái cá tính ngoài đời của Huy nó cũng hơi tưng tửng và hơi điên điên. Nhưng mà Huy vẫn mong muốn là mình sẽ có một vai diễn gì đó nó khá là nội tâm và nó khá là như một vai ác chẳng hạn. Xuất phát bằng âm nhạc nhưng dường như Ngô Kiến Huy hiện nay đang thiên về con đường điện ảnh hơn, thì Huy có thể chia sẻ được cái sự chuyển đổi này của mình hay không? Thiên về điện ảnh thì có lẽ là Huy tính ra chỉ có mới có 4 phim thôi, thì sắp tới là phim 4 Em là bà nội của anh nữa. Nhưng mà cái cơ duyên thì giống như là một cái miếng cơ duyên mình với điện ảnh vậy đó. Tại những cái vai diễn này thường là nó đến rất là bất ngờ, và thường là những cái vai mà mình cảm thấy nó rất là hay, nên lúc nào mà có kịch bản xuống thì Huy đều phải đi casting và những đạo diễn đều phải chọn mặt gửi vàng hết. Và nói chung là cũng may mắn là được vô nhiều phim, nhưng mà Huy nghĩ đây là một cơ duyên, Huy sẽ cố gắng thử sức ở nhiều cái vai diễn khác nữa. Bộ phim 49 ngày thì nói về số phận của con người, thì thực ra thì đối với Huy thì Huy có tin vào số phận không? Thật ra thì số phận nó cũng là một cái vấn đề mà khá là quan trọng trong cuộc sống. Nhưng mà Huy nghĩ là cái thành công hay là thất bại của mình hay không thì quan trọng nhất là phải dựa vào bản thân mình thôi. Và số phận nó cũng như là mình, tuy là mình số phận xuất phát thấp hơn người ta, nhưng mà mình cố gắng nhiều hơn người ta thì chắc chắn là sau này cái số phận mình sẽ tốt hơn người ta. Thì Huy nghĩ là số phận chỉ đóng một vai trò nhỏ thôi, quan trọng là do bản thân mình. Xin cảm ơn Ngô Kiến Huy về những chia sẻ vừa rồi.